Bạn hôm nay mình xin hướng dẫn đến các bạn cách đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia. Đây là một yêu cầu mới đối với các công dân và đặc biệt là đối với các cán bộ công nhân viên nhà nước. Chúng ta phải có một cái tài khoản ở trên đây. Thì các bước để đăng ký như sau: chúng ta sẽ khởi động trình duyệt web ở trên máy tính hay là ở điện thoại chúng ta cũng được. Chúng ta thường lên mạng bằng cái biểu tượng nào thì chúng ta sẽ nhấn đúp vào biểu tượng đó, nhấn đúp chuột vào, hay là trên điện thoại thì các bạn có thể chọn vào cái biểu tượng mà chúng ta thường lên internet đấy. Thì ví dụ ở đây máy của mình sử dụng Google Chrome để lên web thì chúng ta sẽ khởi động bằng cách nhấn đúp chuột vào, nhấn chuột 2 lần liên tiếp vào cái biểu tượng đó. Sau khi khởi động trình duyệt web xong, ở cái thanh địa chỉ này các bạn sẽ gõ cho mình là cái địa chỉ web là dịch vụ công .gov.vn Enter. Rồi, đây là giao diện của cổng dịch vụ công quốc gia. Thì các bạn nếu như có tài khoản rồi thì các bạn chọn đăng nhập, còn nếu như chưa có tài khoản thì các bạn sẽ chọn đăng ký. Sau khi chọn đăng ký, chúng ta sẽ thấy màn hình giao diện của phần đăng ký là người ta yêu cầu ta chọn phương thức đăng ký là công dân, doanh nghiệp hay là cơ quan nhà nước. Thì chúng ta là công dân thì nó đã chọn cơ quan nhà nước thì chọn phần cơ quan nhà nước. Rồi tiếp theo là phần xác minh mức độ trung bình thì chúng ta sẽ sử dụng cái phần nào để chúng ta đăng ký tài khoản. Thì ở đây các bạn thấy có 5 cái lựa chọn, thì hai cái lựa chọn gần nhất đối với một công dân là thuê bao di động hoặc là bảo hiểm xã hội. Đối với công nhân viên nhà nước á thì ai cũng có bảo hiểm xã hội. Rồi thuê bao di động thì các bạn lưu ý cho mình hai điều: khi mà chúng ta đăng ký bằng thuê bao di động thì chúng ta phải chọn cái số điện thoại nào mà chúng ta đã đăng ký chính chủ với nhà mạng rồi. Đó là cái lưu ý thứ nhất. Lưu ý thứ hai mà mình gặp phải là ví dụ như ngày tháng năm sinh trên giấy chứng minh hay là chúng ta biết là một ngày tháng năm nào đó. Tuy nhiên khi đăng ký nhà mạng thì người ta có thể gõ không chính xác cái ngày tháng năm. Cho nên để biết chính xác và để đúng thì trước khi mà sử dụng thuê bao di động này để đăng ký thì ở tất cả các mạng là Vinaphone, Mobifone hay Viettel, ở phần tin nhắn các bạn sẽ soạn cú pháp là TTTB, có nghĩa là thông tin thuê bao, và gửi đến 1414. Sau khi mà chúng ta gửi xong, nhà mạng sẽ trả về cái phần thông tin cho ta, bao gồm là họ và tên. Rồi các bạn đợi mình tí nha. Rồi bao gồm là nó thông báo cho chúng ta biết là thuê bao trả trước hay trả sau, rồi họ và tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, vân vân. Và các bạn lưu ý chúng ta sẽ nhập giống như cái thông tin mà chúng ta nhận được từ cái tổng đài 1414 để chúng ta có thể đăng ký thành công. Còn đối với nếu như chúng ta sử dụng mà bảo hiểm xã hội á thì các bạn lưu ý á, mình xin chia sẻ với các bạn là khi có tới cái phần mà nhập số điện thoại á, thì chúng ta phải bảo đảm là cái số điện thoại này khớp với bên hệ thống bảo hiểm xã hội, chứ nếu không như mà không khớp thì nó cũng báo không có thành công. Rồi như vậy ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách là đăng ký bằng thuê bao di động. Thì các bạn sẽ chọn vào phần thuê bao di động. Rồi sau khi chọn phần thuê bao di động đó, ở phần đầu tiên là chúng ta sẽ tên đăng nhập, thì chúng ta sẽ nhập số chứng minh nhân dân của mình vào, giống như cái phần số chứng minh nhân dân mà cái tổng đài 1414 gửi tin nhắn cho chúng ta đấy. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ nhập họ và tên, thì ở phần giống như là cái phần thông tin thuê bao mà tổng đài 1414 gửi về luôn. Đây hồi nãy mình đã làm ngày tháng năm sinh trên giấy tờ của mình là 10 tháng 8 1989. Tuy nhiên á, cái phần thông tin thuê bao thì cái người nhập á, thì người ta lại nhập là 1 tháng 1, cho nên chỗ này chúng ta phải nhập 1 tháng 1 thì nó mới đúng nha các bạn. Còn nếu như chúng ta khác với cái phần thông tin thuê bao thì ở cái chương trình này nó báo là lỗi chúng ta. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ nhập cái mã xác nhận ở bên đây, nhập mã xác thực này các bạn. Các bạn sẽ nhập vào y chang y
4 chữ O, và lưu ý các bạn đây là chữ L nha. Rồi, sau khi nhấn đăng ký xong thì các bạn kiểm tra trong phần tin nhắn của mình, chúng ta sẽ được gửi về một cái mã OTP. Mã này chỉ có hiệu lực trong vòng 2 phút nha các bạn, còn nếu quá 2 phút thì chúng ta kiểm tra trong phần tin nhắn. Rồi, sau khi nhập vô đúng số của phần, rồi sau khi nhấn xác nhận xong thì màn hình sẽ hiện cái phần lưu ý ở đây. Người ta có lưu ý nè, sử dụng 8 ký tự trở lên, có nghĩa là tối thiểu phải là 8 ký tự, và bao gồm phải là chữ thường, chữ in hoa, số và ký tự đặc biệt. Có nghĩa là trong phần mật khẩu của chúng ta phải chứa đủ 4 cái yêu cầu này thì nó mới chấp nhận, còn không thì nó sẽ không chấp nhận cái mật khẩu cho chúng ta. Cho nên là các bạn lưu ý, và khi mà đặt mật khẩu thì các bạn nên ghi ra và lưu lại ở cái chỗ nào mà dễ nhớ, để theo thời gian thì chúng ta quên cái mật khẩu này thì chúng ta sẽ không vào phần mềm được, thì nó sẽ phiền phức cho chúng ta lắm. Cho nên chúng ta phải ghi vào chỗ nào mà chúng ta dễ nhớ đấy. Rồi, giờ ở phần mật khẩu này mình sẽ nhập cái mật khẩu. Như vậy là người ta yêu cầu phải có chữ thường, chữ in hoa, số và ký tự đặc biệt. Tiếp theo chúng ta sẽ nhập lại cái mật khẩu trên, các bạn nhớ là phải nhập cho chính xác nha, còn không là nó yêu cầu chúng ta ghi ra đó. Rồi, sau khi nhập xong thì chúng ta nhấn nút đăng ký. Thông báo cho chúng ta là chúc mừng bạn đã đăng ký thành công. Ở đây người ta yêu cầu ta, người hỏi ta là ta sẽ sử dụng tài khoản muốn đăng nhập vào cổng dịch vụ công quốc gia là tài khoản được cấp bởi cổng dịch vụ công hay được cấp bởi bưu điện. Thì các bạn lưu ý là hồi nãy chúng ta đã sử dụng cái tài khoản ở dịch cổng dịch vụ công, cho nên chúng ta sẽ chọn phần là tài khoản ở cổng dịch vụ công. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ gõ lại cái tên đăng nhập là cái số chứng minh nhân dân của chúng ta. Rồi, đây mình sẽ gõ chứng minh nhân dân của mình. Rồi, sau đó chúng ta sẽ nhập cái mật khẩu hồi nãy chúng ta ghi ra đó, chúng ta sẽ nhập cái mật khẩu đó vào. Đó, chúng ta sẽ nhập mã xác thực kế bên này. Rồi, chúng ta sau khi đăng nhập xong thì chúng ta tiếp tục kiểm tra số điện thoại của chúng ta để nhận được tiếp một cái mã OTP nữa, là chúng ta sẽ nhập vào. Rồi, chúng ta nhấn phần vào phần xác nhận. Rồi, sau khi nhấn xác nhận xong thì các bạn thấy mình đã đăng nhập thành công. Cái góc trên nó là cái tên tài khoản, các bạn có thể chọn. Ở đây có rất là nhiều lựa chọn, thông tin định danh, thông tin mở rộng, tài liệu liên kết tài khoản nhân dân, rất là nhiều thứ thì các bạn có thể tìm hiểu thêm. Như
Mục đích của cái video này là hướng dẫn cho các bạn để chúng ta có thể tạo được một cái tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia theo yêu cầu của cấp trên. Cho nên là tới đây là mình xin kết thúc cái phần hướng dẫn của mình. Hy vọng là đã giúp ích các bạn và giúp các bạn tạo được một tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia. Xin chào các bạn.